Ngày hôm nay thì Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên xét xử bị cáo Châu Thị Thu Nga, một cựu đại biểu Quốc hội về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua nhà với số tiền gần 400 tỷ đồng. Bị cáo Nga bị đề nghị mức án chung thân cho tội danh này. Tuy nhiên thì những người lâm vào hoàn cảnh giống như các nạn nhân của Châu Thị Thu Nga, tức là mất tiền nhưng mà mãi không có nhà để ở, thậm chí là mất hẳn tiền, không phải là ít. Lợi dụng nhu cầu về nhà ở tăng cao của người dân thì nhiều chủ đầu tư đã có những cách thức rất là khác nhau để huy động vốn, xong rồi thì mãi chẳng thấy giao nhà, thậm chí là có chủ đầu tư còn biến mất, khiến cho người mua nhà trở nên bơ vơ. Và có mặt tại trường quay ngày hôm nay, chuyên gia bất động sản Ngô Văn Dũng sẽ cho chúng ta chỉ cho chúng ta thấy những cái chiêu thức bán nhà trên giấy của các chủ đầu tư để những người dân thì có thể cảnh giác và không lâm vào những cái hoàn cảnh là bị lừa mất tiền như vậy. Trước hết thì xin cảm ơn chuyên gia Dũng đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và đầu tiên thì tất nhiên chúng ta sẽ quay trở lại với một cái phiên tòa, với một cái sự việc rất là cụ thể, đó là cái dự án D5 Cầu Diễn của nhà đầu tư trước đây là bị cáo Châu Thị Thu Nga, và bà ta đã vẽ ra một cái dự án để khiến cho khoảng gần hơn 700 người ký vào hợp đồng mua nhà và bà ta đã lừa được gần 400 tỷ đồng. Ông có thể lý giải tại sao vào thời điểm đó những cách thức mà bà ta vẽ ra, bà ta huy động vốn lại có thể khiến cho nhiều người tin như vậy ạ? Thì theo mình, bằng kinh nghiệm bất động sản của mình, thì mình thấy rằng nó có 3 yếu tố ở đây. Thứ nhất là yếu tố của cái lịch sử hình thành cái thị trường bất động sản chúng ta thời điểm đấy. Thì thời điểm đấy chúng ta mới thừa nhận bất động sản được mấy năm. Các cái quy định của pháp luật để điều chỉnh những cái hành vi của thị trường nó chưa được sâu, chưa được sát và chưa được đi vào các cái khía cạnh của thị trường, cũng như là các cái yếu tố về nhà ở hình thành trong tương lai nó đang còn phức tạp và đang mới. Đây là tôi lấy cái yếu tố thứ nhất là yếu tố về lịch sử thị hình thành thị trường bất động sản. Cái yếu tố thứ hai mà tôi có thể nói đấy là cái thời điểm thị trường. Thời điểm đấy thì chúng ta đều biết rằng những năm 2009-2010 đấy là thời điểm bùng nổ về bất động sản. Thời đấy chúng tôi làm bất động sản đấy là chỉ cần có một cái dự án có tên, có mặt bằng phân lô, tức là mặt bằng căn hộ đấy, có giá, chỉ thế thôi. Và người mua là chỉ cần có như thế là mua. Thế là tức là cái niềm tin dành cho thị trường lúc đấy nó quá lớn do là hiệu ứng đám đông. Tất cả các cái sản phẩm bất động sản đều chưa gặp phải những cái trở ngại đấy bao giờ, chưa gặp phải những cái điểm xấu của thị trường, cho nên chúng ta đang đi trên một cái đôi chân người khổng lồ và chúng ta ngã ngửa như bây giờ, thì đó là cái thời điểm lịch sử. Cái vấn đề thứ ba đó là cái tư duy chủ quan của chủ đầu tư. Những người phát triển dự án, những người làm dự án đấy, không phải tất cả là đều sử dụng tiền huy động đi làm việc xấu. Tôi có thể là đảm bảo là có thể là chị Nga hay là một chủ đầu tư nào là nạn nhân trong quá trình năm 2013-2014. Thì bởi vì năm 2013-2014 là thị trường bắt đầu phục hồi mà. Chúng ta mất 2 năm là 2011-2012 là thị trường, cuối năm 2021-2022 là thị trường kém. Thì lúc đấy là gọi như chúng ta gọi là bất động sản đóng băng hay là bong bóng bất động sản vỡ. Đây ví dụ thế, những cái danh từ như thế khi mà năm 2013-2014 những cái hậu quả xã hội nó xảy ra thì có thể người ta cũng chỉ là nạn nhân. Nạn nhân ở đây là nạn nhân trong cái tư duy. Người ta là những người tạo lập bất động sản không có tư duy xấu, nhưng mà do thứ nhất có thể là thị trường biến đổi và người ta không lường trước đến những sự biến đổi đó. Cái việc mà huy động vốn không phải là mục đích xấu đấy, nhưng mà lỗi ở đây thứ nhất có thể do bản thân những người đấy có khả năng quản trị tài chính quá kém, cho nên là khi thu tiền của dân, huy động tiền của dân lại không sử dụng vào đúng mục đích do cả kỹ năng quản trị tài chính kém. Cái thứ hai nữa là cái tư duy của người ta là người ta không định lượng được cái điểm xấu của thị trường. Do vậy khi người ta huy động tiền của dân thì người ta lại mang cái nguồn tiền đấy để đi làm một dự án khác. Vâng, như tôi hiểu anh nói là ngay tại thời điểm đó thì cái thị trường bất động sản ở nước ta nó cũng mới khởi tạo nên là rất nhiều những cái rủi ro và tất cả người trong cuộc đều không lường trước được. Đấy là cái anh cũng nói rằng là có những cái điều mà người ta không chủ đích để người ta tạo ra những cái gọi là lừa đảo như thế, nhưng mà cũng có những cái hành động mà giống như là trong trường hợp của bị cáo Châu Thị Thu Nga chẳng hạn, bà ta đã chủ động là cho người vẽ ra những cái thông tin rất là tốt về dự án của mình, trong khi đó nó không có thực như thế, có cái hồ sơ pháp lý khá là tốt trong khi cái dự án nó chưa được phê duyệt. Vậy thì ngoài những cái chiêu thức mà người ta chủ động tạo ra như thế để khiến cho người tiêu dùng tin, người mua nhà tin, thì còn có những cái điều gì khác cũng khiến cho người mua nhà dễ dàng tin tưởng vào chủ đầu tư và bỏ tiền vào đó? Thì tôi vẫn nhấn mạnh cái đầu tiên là thời điểm sốt, ai cũng giống ai, và chúng ta gần như không có sự hoài nghi của thị trường, không có sự hoài nghi của dự án cũng như chủ đầu tư. Cái thứ hai nữa, đồng ý, trong bất kỳ một cái quyết định nào của khách hàng thì cũng liên quan đến yếu tố của những người tư vấn. Và yếu tố thứ ba nữa, tôi cũng tin là có
ít nhiều cũng có, đó là uy tín của các chủ đầu tư, như bây giờ chúng ta hay gọi là uy tín chủ đầu tư. Người ta có thể là dùng uy tín của doanh nghiệp để tạo lập lên cái uy tín của cái dự án bất động sản, hoặc là người ta cũng có thể dùng cái uy tín cá nhân để tạo lên uy tín của dự án bất động sản. Đấy. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là ba yếu tố mà chúng ta phải rõ ràng là khi chúng ta định mua một cái dự án nào đó, nghe tên đến nhà đầu tư, ví dụ là nhà đầu tư Dũng chẳng hạn, là một nhà đầu tư có uy tín, hoặc là một cái người đại loại có quan hệ hoặc có quyền lực chẳng hạn, đúng không, thì người ta nghĩ rằng ông Dũng này sẽ làm ăn rất là nghiêm túc và người ta sẽ tin tưởng, người ta mua nhà. Nhưng mà có thể một số người sẽ không làm đúng, cái phản bội lại cái niềm tin đó của người tiêu dùng, đúng không ạ? Và cũng liên quan tới việc là chúng ta mua nhà hiện nay, thì trên rất là nhiều những cái mạng xã hội thì có thông tin thường là sẽ quảng cáo là người mua nhà được mua nhà trực tiếp từ chủ đầu tư, nhưng mà thực ra thì thường là sẽ cái thông tin này, những cái dự án này sẽ được bán qua các môi giới, và cũng có những dự án là cùng một cái dự án nhưng mà cái mức giá lại khác nhau, thậm chí có một cái cùng một căn hộ nhưng lại có nhiều mức giá khác nhau. Vì sao lại có những tình trạng như thế ạ? Hiện nay thì chúng ta đang đi theo một xu thế là những người môi giới bất động sản, hay nói cái khác là nhà phân phối bất động sản, đó là đương nhiên. Thị trường kể cả Tây Âu hay Bắc Mỹ cũng đều như thế, nhưng có điều là cái việc mà anh phản ánh là có một căn hộ mà có nhiều mức giá khác nhau đều chào là giá gốc của chủ đầu tư, thì với kinh nghiệm làm bất động sản tôi chưa gặp. Nhưng có điều là một căn hộ hay một đơn vị bất động sản có nhiều giá thì có, tôi khẳng định là có. Vậy thì có ở đâu? Thứ nhất là do nhà đầu tư, ví dụ như bây giờ một cái sàn A, một đơn vị nó chào bán một cái sản phẩm, thì cái anh D này, anh ấy mua, anh đến anh mua, anh đặt mua, có thể là cọc thôi, 10 triệu, 100 triệu tùy. Hoặc là anh có thể thanh toán một khoản tiền nào đó, anh ký hợp đồng rồi, có thể hợp đồng có vốn hay hợp đồng bán. Về cơ bản là đã được xác lập bởi quyền của người khác, bên thứ ba rồi. Và anh ấy bán đi, đương nhiên, bởi vì do thị trường nó lên thì người ta cũng có nhu cầu để bán lại. Đấy là cái một trong những nhu cầu hình thành lên thị trường bất động sản, đó là thị trường thứ cấp. Cái thứ hai, khi mà thời điểm cái người thứ tư, tức là người bây giờ ví dụ như là tôi đã mua một căn hộ rồi, anh là người đến sau, anh cũng muốn mua căn này, nhưng mà anh tiếp cận được thông tin sau tôi, anh lại thích mua căn của tôi, và tôi là nhà đầu tư, tôi mua tôi bán kiếm lời, ok. Ngày xưa tôi mua 1.4 tỷ, bây giờ 2 tháng rồi, bây giờ tôi bán 1.5 tỷ. Tôi có thể hiểu một cách rất là đơn giản là người tiêu dùng chúng ta thiếu thông tin, tương đối thiếu thông tin, và không được tư vấn đầy đủ về những cái dự án chúng ta tham gia mua, dẫn tới việc là chúng ta cũng rất là dễ có thể đơn giản là mua phải giá đắt chẳng hạn, đúng không? Chưa nói gì đến việc chúng ta bị lừa. Vâng, tôi rất muốn hỏi anh Dũng là khi các chủ đầu tư đưa thông tin ra để quảng bá cho dự án của mình thì hay nói những cái điều rất là mỹ miều như là có công viên cây xanh hay là gần trung tâm thương mại và không quá xa với trung tâm, vân vân. Nhưng mà đến khi nhận nhà thì nó không giống được như vậy. Hoặc là thậm chí là có một số chủ đầu tư thì còn cắt xén cả diện tích trong nhà của họ nữa. Tại sao, cái điều mà tôi đang rất băn khoăn là tại sao những người tiêu dùng, những người mua nhà họ lại không có sự phản kháng gì, mà tôi thấy họ gọi là khá là ngậm bồ hòn làm ngọt và chấp nhận cái chuyện này ạ? Xu hướng tiêu dùng về nhà ở nói riêng và xu hướng tiêu dùng của thị trường nói chung, hiện nay là những người tiêu dùng rất thông minh. Khách hàng hiện nay là những người tiêu dùng thông minh. Tôi khẳng định rằng cái việc mà các chủ đầu tư hiện nay đang làm là đi đúng hướng của thị trường. Chúng ta thấy rằng là cũng có một số dự án thì chủ đầu tư tạo lập lên, tôi chưa nói là vẽ nhá, có thể là vẽ, nhưng về cơ bản là người ta tạo lập lên cái giá trị sống, cái tiện ích sống được tích hợp trong một khu đô thị hay được tích hợp trong một căn hộ. Có thể là trong những thời điểm trước thì chủ đầu tư xây dựng lên những cái sản phẩm, xây dựng lên những tiện ích đấy, nhưng mà không thi công, khi bàn giao căn hộ thì không có được đầy đủ các tiện ích đấy. Có, trên thị trường đã từng có rồi. Nhưng mà xu hướng bây giờ khác. Khác ở đâu? Thứ nhất là tư duy làm bất động sản của những nhà tạo lập bất động sản, người ta muốn xây dựng những cái thương hiệu uy tín về bất động sản, cho nên là tất cả những cái concept, những cái tiện ích mà chủ đầu tư vẽ ra ấy, thì đều được thi công một cách là nghiêm ngặt dưới sự giám sát của ba bên. Thứ hai là người tiêu dùng. Hiện nay thì cũng có một số dự án là chủ đầu tư thi công hoàn thiện để bàn giao căn hộ cho khách hàng không đủ các tiện ích, như là các cái sản phẩm mà ban đầu người ta tiếp cận bằng cái hình ảnh, bằng cái video, thì bây giờ là người tiêu dùng người ta đã có kiến nghị. Thứ nhất là hành lang pháp lý đảm bảo cho người ta kiến nghị được bảo hộ nhiều hơn. Thứ hai là uy tín của chủ đầu tư, sợ truyền thông. Những người làm bất động sản, tạo dựng bất động sản bây giờ người ta cần tạo dựng cái uy tín bất động sản lâu dài, chứ không có cái tư duy cũ như ngày xưa đó.
đấy, nó rút kinh nghiệm vậy là thời có thể hiểu là những cái vụ mà bây giờ nhiều những cái nạn nhân thì nó thường là thường là quá khứ để quá lại, quá khứ để lại đến bây giờ đúng không ạ? Vâng. Bây giờ thì nó sau nhiều cái thời gian xu hướng nó sẽ thay đổi có đi, bài học rồi đúng không? Cả hai đúng bên rồi, cả hai bên đều. Vâng. Anh vừa nói đến hành lang pháp lý thì không biết hiện nay thì có những cái quy định nào của pháp luật bảo vệ quyền lợi của người dân khi mua nhà, và trên thực tế thì chúng được thực thi đến đâu, có bảo vệ được đầy đủ quyền lợi cho người mua nhà không? Hiện nay trên thị trường thì cũng được nhà nước đưa vào nhiều những quy định để điều chỉnh những hành vi. Thứ nhất là có thể là định hướng lại thị trường. Thứ hai là có thể có những cái quy định mang tính răn đe. Thứ ba nữa là mọi yếu tố nó đều liên quan đến an sinh. Việc hôm nay chúng ta làm thì nó hậu quả vào ngày mai. Thế nên là bây giờ thì thị trường qua hai lần điều chỉnh về chính sách thị trường bất động sản, đó là kinh doanh bất động sản, qua hai lần điều chỉnh về luật nhà ở cũng như là những đợt khủng hoảng gần đây vỡ bong bóng thị trường, thì chúng ta cũng đang có những cái bài học rất đắt giá về vấn đề an sinh xã hội cũng như là bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Thì hiện nay thì đối với để các quy định của pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong việc mua nhà hình thành trong tương lai đấy, thì tôi thấy có một cái quy định khá là chặt chẽ, và tôi thấy đây là cái mà chúng ta nên đưa vào một thành một cái hành lang. Một hành lang đó là cái quy định một dự án nhà ở hình thành trong tương lai muốn bán thì phải có một tổ chức tín dụng đứng ra bảo lãnh. Đứng ra bảo lãnh. Vâng, chắc chắn như vậy là người mua nhà bây giờ cứ phải muốn tìm hiểu dự án nào nên quan tâm nó đã được làm cái thủ tục đó chưa, nếu có thì chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ tin tưởng và chúng ta mua đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Ngô Văn Dũng đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia Ngô Văn Dũng thì đã phần nào giúp quý vị hình dung được những cái mảng tối của thị trường bất động sản, đặc biệt là trong quá khứ. Có thể nói là sở hữu một căn nhà là nhu cầu chính đáng của người dân, nhất là những người đang sinh sống làm việc tại các thành phố hiện nay. Tuy nhiên thì trước khi đưa ra một quyết định đầu tư vào một dự án nào đó thì mỗi người cần có sự cân nhắc tìm hiểu kỹ, đặc biệt là về hồ sơ pháp lý của dự án và năng lực của chủ đầu tư để tránh lâm vào cảnh tiền mất tật mang.